Nói vậy. Hello anh em. Hello anh em. Anh em có biết đây là quán gì không? Hello guys, welcome back to the channel. Mùa nhãn. Mùa nhãn không đã vậy. Vlog. Chúng mình có thêm được ăn nhiều phải. Cái góc rộng to chưa? Nhìn các bạn xem được nhìn cái bàn tay của mình góc rộng như thế này. Cái kia bật lên dưới đây là cái ao, cái chùm nhãn này, trời xanh này, trắng này, nó đầy rồi. Bật một ngón tay luôn, quả nhãn rất to, bóc ra ăn ra. Đây, một câu mình. Đã. Chúng nào chúng lấy như này. Nhãn này có một cái đặc biệt nữa là cái chùm nào mà đã đậu qua ấy, thì nó sẽ ra rất nhiều. Còn cái chùm này một khi đã không đậu qua thì gần như tầm cả chùm nó không ra luôn. Ví dụ như là một khi đã chùm ra thì gần như là cả chùm đậu qua luôn. Đây là nhà vợ. Có nhiều cái nhãn nữa. Thì giờ này nhãn này nếu bán dọc đường chắc là tầm 2.000. Đây quá to nhỉ. Cái con nhỏ nhỏ này chắc là 15.000. Vâng. Tôi bán. Lô. Đây là chú Bi. Chú Bi nói điều gì đi. Không. Nói đi. Nói túi lên này. Ui nhãn này. Ê, nóng. Baby.
subscribe.